hình, chúng ta làm bẫy chuột tại nhà bằng những cái đồ gia dụng như là những cái vỏ lon kia, nó như ngọt mà chúng ta thường bỏ đi, chúng ta sẽ tận dụng nó để làm những cái bẫy chuột, để chúng ta làm những việc khác mà nó có ích, không phải là đồ bỏ đi. Đây là chế thành những cái con lăn bằng những cái vỏ lon bia để chúng ta có thể làm những cái bẫy chuột tại nhà hay, và vì nó cũng rất đẹp mắt. Đây tôi đã chế sẵn một cái để chuột, khi chuột vào đây sẽ trượt xuống đây không nên được.